Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip bên map sa mạc anh em ạ. Tự nhiên thấy có hứng muốn bắn sniper bên map này. Với lại mấy hôm nay chơi map sự kiện bên map Engel ấy chán quá. Sự kiện đợt này nó không thích như map đại hội võ thuật ấy. Đây rồi, hai tên trước mặt này. Úi giời ơi, một ông chạy vào nhanh thế nhở, tí nốc. Đây có DPS rồi, xong. Dí luôn. À tên kia chạy kìa, để mình bắt cái tên bên này. Vẫn đang rút súng à? Ok anh em ạ, còn ông kia nữa. Chạy nhanh thật, chắc là chưa có súng. Ô, chạy qua nhà dài này. Thôi, chạy qua bên này thì bạn chết rồi. Clear luôn à. Còn một team nữa anh em ạ. Đây, một tên trên đầu, một tên bên phải, bên ngoài à. Ra bắt tên này luôn. Tên này làm gì ấy? Thanh niên ra đón bot. Tham bot là còn lấy nịt. Rồi, còn bạn của ông này trên đầu mình này, ngay tầng 2 sao ấy. Mình ốp bom lên luôn. Không biết là có nhảy ra không nhở? Úi giời. Ô, tường nhảy ra hết hồn. Thanh niên này lừa dã man luôn, quả đấy đang cầm quả bom mà nhảy ra là mình chết đấy. May thật. Ô, một tên trước mặt này. Ô, bạn ơi làm cái gì vậy trời? Ông này không đeo không đeo tai nghe hay sao ấy? À vẫn là còn hai tên nữa cơ. Vẫn là còn một tên trên tầng 2. Đây còn bot. Để mình bắn con bot luôn không là nó lộn xộn lắm. Sao tự nhiên ở đâu ra lại nhiều tiếng súng thế nhở? Ngoài kia cũng có tiếng súng bắn nhau kìa. Úi tên này nhảy ra anh em ạ. Ôi giời ơi. Đúng cái lúc đang lút súng lại nhảy ra. À M249 bên kia anh em ơi. Người hay sao ấy. Đây. Trên tầng 2 chỗ đầu phía bên này. Mình sẽ đẩy qua luôn. Ai à. Bắn này đấy bạn. Làm cái gì đây? Rồi, clear luôn team này này. Ơ thế thì trong khu kia vẫn đang còn một team nữa cơ à? Trong khu biệt thự ấy. Đây, tiếng chân. Rồi, có ốp rồi anh em ơi. Ốp 8x luôn, ngon lành. Cầm tạm M3 đây, trận này mình đang muốn bắn AK nữa ấy. Ơ, có tiếng AK đúng không? Chuẩn rồi. À, thì ra là thanh niên ngồi kê bị bot bắn. Quá đẹp. À, từ từ, không nên gạt anh em ạ, đợi bạn nó. Ôi trước mặt. Ui, đây ơi, tên M249 lúc nãy đây rồi. Mình đang thắc mắc là cái tên M249 nãy vừa bắn bên này chạy đâu. Thì ra là đứng bên này anh em ạ. Mà hình như là bạn nữ hay sao ấy nhở? Trang hay sao ấy anh em, để mình đổi qua AK đã. Đây, xác con boss này có AK. Ok, ngon lành. Đây ơi, chuẩn rồi, bạn Trang anh em ơi, bạn nữ à, để mình mở mic ô xem nào. Đấy, bế bạn ấy vào đây, đợi đồng đội ra cứu. Úi thích chết. Thôi bỏ mẹ Trang đi. Chuồn là anh em ơi. Mê, ngay sau lưng luôn à. Sao lại đồng đội rồi. Thấy bạn Trang này bò về bên kia. Sao lại đồng đội lại ra bên đấy nhở. À team này chơi kẹp à. Mà vẫn chưa nhìn thấy cái tên này đứng chỗ nào bắn mình ấy. Tí chết luôn. Đang bế Trang nữa chứ. Tên này nó bắn xong nó núp chỗ nào rồi ấy? Đây. Để gạt luôn đi, không cho bò nữa. Không nên dạy gái anh em ạ. Đấy, quả đấy dạy gái tí chết. Đâu rồi ta? Vẫn không thấy nhở? À, ông này ông ấy bắn xong ông núp. Núp lùm ghê thật. Chắc là vẫn đang kê đâu đóm chỗ mấy cái gốc cây hay sao ấy mọi người. Để mình dụ xem. Ô, cái gì ấy? Ô, thôi chết rồi. Ô, vãi nồi chỗ này bị kẹt cái gì ấy? Ừ, thôi xong rồi. Bây giờ out game là toang này. Ui, mày thế. Đang tính sầm bốc ra để out game. À đây rồi, thấy cái tên. Nó chạy về kìa. Trời đất ơi, bắn xong thì chạy đi đâu ấy. Ui, mắc bờ tường anh em ạ. Quả đấy không mắc chắc là trúng đấy. Thôi, để mình vào đây lút thêm đã. Tầm này chắc là ông này ông chạy rồi anh em ạ. Không thấy luôn. Thanh niên này bắn quả mình tí chết. Bây giờ chạy luôn rồi. Hay có khi nào chạy qua San Martin không anh em? Để mình thử qua bên này mình check xem. Mà lúc nãy mình thấy như là có team bắn flagan bên này hay sao ấy mà. Nhưng mà giờ này chắc không biết là còn ai nữa không. Tại vì nó bắn cũng lâu rồi. Để mình lượn một vòng xem. Không thấy ai bắn mình nhờ. Trời ơi.
Khu này hình như là có một team nó vào đây nó lút xong nó chạy luôn rồi hay sao ấy. Không thấy ai luôn anh em ạ. À kia rồi, mình thấy một tên chạy này. Chạy ra lấy xe copper à? Đấy, mình dừng đây luôn. Ông này vẫn chưa thấy mình hay sao ấy. Vẫn chạy. Ôi rồi mù mắt. Nhảy à, rồi gãy chân chưa? Đấy, để mình gạt luôn. Thanh niên Thái Lan. Chơi map sa mạc này mình rất là hay gặp mấy team Thái Lan với lại team Indo nhá. Kiểu mấy cái map này là dành cho mấy team này hay cày danh hay sao ấy. Ơ, có smoke trước mặt mình này. À, rồi rồi, để mình tạt đây, mình hóng đã. Đây rồi, sau xe anh em ơi. Ố, đang cứu này. Ố kìa, không gạt được, để mình gạt cái tên này. Lấy kill trước đã anh em ạ. Ok, còn tên này ngồi đây mà hiêu máu à. Còn ông này nữa. Vai thật, đồng đội bị gạt, một ông ngồi, một ông lút đồ ạ. Spam vào smoke xem nào. Vẫn đang chạy kìa anh em. Cái ông còn lại, ông ấy ăn một viên ốp rồi mà, yếu lắm. Rồi, clear luôn này. Ngon. Mấy thanh niên cứ đứng đấy, một ông thì lo lút. Còn team nữa. Đấy, chắc là team này vừa bắn nhau với team đấy anh em ạ. Để mình đợi xem mấy ông này đứng im là mình gọt đầu luôn nhá. Nào, 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 chạy à. Ui. Tên khác thấy mình rồi. Một viên này, thêm viên nữa là nốc này. À đây, mình thấy cái tên vừa sấy mình này, sau hòn đá này. Chà, hai tên. Mà tiếc không đốc được ai nhờ. Rồi, để mình giấu con xe đã. Ủa, tiếng súng sau lưng nữa à? À, lại có team nữa sau lưng anh em ạ. À, bạn của cái ông mà nãy lấy xe chạy qua... Định chạy qua để lấy xe copper hay sao ấy? Đây, mình thấy mất tên rồi. Nhìn này, không trúng à? Nó vướng cái gì nhở? Đây, cái tên bên này nữa. Nào, nào, ngó ra. Mình đứng đây, mình bắn hai team luôn anh em ạ. Cái tên mà bốn đứa nữa nào táp nhở? Đây rồi. Ủa, mắc đồi à? Lần này thì trúng chứ. Ồ, mắc ngay chỗ đồi mình à? Sao lại tâm cao như thế rồi mà vẫn mắc? À, tên kia cầm mini. Chung là mấy ông này không có ai có ốp, không lo. Có ông cầm mini với lại có ông cầm K. Mẹ nó phá mất lốp sau rồi anh em ạ, cay thật. Để mình đổi luôn con xe này đi. Đổi nhanh nha. Ui rồi ôi. Sấy sấy dã man đi. Ở cái map này chuyên dành cho mấy ông sấy xa rồi. Bây giờ mình sẽ công team bên trái đi. Team bên trái trước rồi tí nữa mình qua bên team bên kia. Đâu nhờ, không thấy ai sấy mình luôn này. Ủa, hay là chạy luôn này à? Vừa đây mà chạy nhanh thật đấy. OT bên này cũng không thấy ai luôn anh em ạ. Ủa, mấy ống này mấy lượt có... À, có sở bóc dưới này anh em ơi. Kìa, một tên đang chạy này. Ôi, thật thật, bệnh chết rồi. Ố, hụt kìa. Ui giời ơi, không trúng viên nào luôn. À, thanh niên vẫn đứng đồi à. Rồi rồi. Ô, quấn máu, quấn máu. Này, quấn máu này, rụng đầu luôn này anh em ạ. Gạt luôn này. Vướng đồi rồi. Nào. Ok à. Ố, có tên làm gì đây? Ngồi nhìn ai vậy? Rồi, nhìn kiểu này bất lực rồi anh em ạ. Cái ông dưới này ông ấy đang bị ấy sao ấy, bị treo máy à? Chắc phải có hai tên hay sao ấy, thấy cái ông kia kiểu buông xuôi số phận dã man luôn. À đây, tiếng súng bên trái. Như kiểu ở trên đỉnh núi đá kia hay sao ấy. Đây rồi, thấy có tên rồi này. Gọt đầu luôn anh em. Trời ơi, không đứng im một lúc nữa bạn ơi. Rồi, thấy quăng lửa xuống dưới anh em ạ, một team ở dưới nữa. Hai team đang combat. Mà cái team này đã chiếm núi đá kia nhanh thật. Vẫn đang bắn nhau kìa. Thôi kệ đã, mình ra chỗ thính kiếm tên bạn ốp anh em ạ. Trận này mà bo mà về núi đá kia là toang ấy. Dễ lắm anh em. Ô, tướng xe copper sau lưng à. Cầm UMP sấy luôn anh em ạ. Ông này cháy thế nhở.
Rồi, thằng này bị lút mất rồi. À, đây rồi. Đứng đấy, xoáy ai, chết luôn. À, tôi đi xe à? Ui giời ơi, rụng đầu luôn. Quá nhọ. Là cái ông nội này, ông bị cái tên trên đồi sấy anh em ạ, cho nên thanh niên chạy vội. Nhưng mà chạy đi đâu được. Để mình ra mình gạt đã. Tính làm gì? À, trước mặt mình có một tên đang tính KS này. Ui. Còn team ở chỗ vách núi đá anh em ạ, nó sấy mình. Rồi từ từ đã, bên kia mình nghe có tên cầm Win 94 hay sao ấy. Đây rồi, thấy cái tên. Tên ở dưới đấy rồi anh em ạ, một viên này. Rồi, hai viên, nốc luôn. Chạy đi đâu bạn? Cứ phải gạt luôn đã anh em ạ. Ở trên hướng này mình thấy có thanh niên dân chơi cầm Win 94 vậy anh em ạ. Được của nó đấy. Để mình qua mình hóng luôn. Kiếm xem coi là có đạn ốp không. Trời ơi, ra đạn ốp là ngon này. Rồi ra. Còn thính trước mặt mình nữa. Nhưng mà biết là thính này đã bị ai lúc chưa. Để mình ra mình check xem nào. Hình như chưa ai lút anh em ạ. Ngon lành. Ô, lại cũng gờ ra này. Đẹp thế nhở. À, nó lại bắn nữa kìa. À, nằm kia phải không ta? À đây, trên này này. Rồi, nốc luôn. Còn đúng viên cuối cùng anh em ạ. Bây giờ thử qua xác ông này xem là có cái cây súng nào mà gắn được cốc 8 không. Đây, lút vội. Trời ơi, M4 với UMP. Nó đứng chỗ nào nhỉ? Ơ, cái tên nãy mình nốc final này không ai cứu luôn à? À, thấy rồi. Chỗ hòn đá anh em ạ. Nằm đây, sấy nãy giờ, không thấy luôn. Ôi, nó nằm nó sấy tín quá. Này mà ốp mình mà còn đạn thì bạn xác định với mình. Mà thôi chịu rồi. Để mình chạy vào trong nhà đi. Chứ đứng đây sợ tim sau lưng nó kẹp mày là mình chết đấy. Bình tĩnh thôi bạn. Vào đây tìm xem có cái cây nào gắn được cốc 8 không. Để mình qua nhà bên này mình lấy bo luôn anh em ạ. Thế là còn một tên ngoài đấy. Với lại ba tên nữa. Ba tên nữa ở đâu nhở? Nhà chỗ mình clear rồi. À đây đây, mình thấy mất tên rồi này. Thanh niên nằm đây rồi. Vẫn nằm đây, úi dồi ôi. À vẫn nốc. Gạt luôn. Ô, tên bạn nó ngay hòn đá luôn kìa. Hai tên một nơi luôn anh em ơi. À đây là tiếng xe sau lưng mình này. Khéo đây là team 2. Từ từ nha. Úi dồi, à có một tên anh em ạ. Ui không được, không được, không được. Góc này xấu lắm. Cửa đồ ra anh em ạ. Đây, tên này nhìn mình này. Rồi từ từ đã, mình đang trong bo mà. Để xem cái bo tiếp theo như nào. À, tên này ốp bom, từ từ. Thế thì hai tên ở đây rồi, với lại một tên nữa đâu nhỉ? À, nó ốp bom mình này. Để mình ốp bom lại anh em ạ. Đứng góc này không biết là tên sau lưng có sấy được không. Ô, trời ơi, đứng góc này mà vẫn chết kìa.